ngày đầu tiên sau mà cái thời điểm mà chị Trôm ấy, trước đây sẽ là chị Trôm quay video, thì sau cái thời điểm mà chị Trôm nghỉ thì em có lên video ngày đầu tiên là em quay con BZ1 màu cam đen. Thì cái thời điểm đấy BZ1 nó răng rất là cao, bởi vì là thời điểm đầu, thời gian đầu thì cái bất kỳ một cái mặt hàng nào ra mắt thì nó cũng rất là cao. Nhưng mà so với thời điểm hiện tại thì BZ1 đang rất là hạ giá, đặc biệt là tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Trong cái đại hạ giá sale ngày hôm nay, trong tháng 7 ngày hôm nay, thì cái mẫu BZ1 này đang có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn nha các bạn. Đó, như mọi người thấy là cho mọi người chiêm ngưỡng qua một cái bản màu này là màu đen bạc nha mọi người. Đó, nhưng mà đây, nó có chút mặt nạ bạc ở đây. Còn yên của nó sẽ là yên màu nâu nha mọi người. Đó, cái thiết kế rất là ok nha. Đó, như cái thời điểm đầu mà em Mai có tư vấn ấy, thì là em Mai có review là một cái mẫu xe này nó rất là ok cho các bạn nào đam mê phượt. Nhưng mà với một cái tốc độ, với một cái địa hình nó vừa thôi. Còn nếu như mọi người muốn trèo cao một chút thì có thể tham khảo sang cái mẫu XR mà đầu video mà có quay ấy mọi người. Còn cái mẫu này mọi người có thể là ok, vẫn có thể đi phượt được. Nhưng mà với một cái địa hình nó phải bằng phẳng một chút, chứ nó cực cao dốc một xíu là em sợ đã bị sốc ấy mọi người. Đó, và đầu video thì em Mai sẽ cập nhật giá bán nha mọi người. Giá bán hiện tại của BZ1 là 31 triệu đồng. Thì giá này em Mai đã bao VAT nha mọi người. Đó, mọi người thấy là cái giá nó cực kỳ ưu đãi đúng không? Và nếu các bạn mua gấp thì mọi người trả trước giúp em Mai từ 3 đến 5 triệu đồng trở lên. Đó, phụ thuộc chỉ cần có căn cước công dân gắn chip và đủ 18 tuổi giúp em Mai nha. Còn bạn nào muốn nhận có cả về gốc thì cứ trả trước giúp em Mai từ 35 đến 40% giá trị của xe thì sẽ nhận được có cả về gốc ha. Và ngoài cái bản màu đen này thì em vẫn đang còn rất là nhiều bản màu của BZ1. Mọi người cứ alo hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Zalo của em Mai là 0325333789 để Mai gửi một số cái bảng màu qua, và Mai sẽ tư vấn một chút về cái thủ tục mua gốc cũng như là tiền mặt và những cái chương trình ưu đãi đang có sẵn từ cửa hàng em Mai nha. Để cửa hàng em Mai có thu xe cũ đổi xe mới, có hỗ trợ ship xe toàn quốc trên 63 tỉnh thành luôn. Bạn nào đang có nhu cầu mua xe và muốn tư vấn xe thì cứ alo trực tiếp qua số hotline Zalo của em Mai là 0325333789. Zalo là Mai xe máy trả góp Bình Dương để Mai tư vấn cũng như là đặt hàng cho các bạn nha. Và khi mà có liên hệ lịch trước với em Mai khi qua cửa hàng sẽ được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe đi lại. Ngoài ra sẽ được giảm 50% chi phí khi mà có lắp đặt phụ kiện đi kèm nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay của em Mai, và nhớ là cho em Mai xin một like, subscribe nha.